Đảm nha. Anh ăn rất là nhiều món mà cái phần thịt họ cần xử lý á, thì họ sẽ bỏ gia vị rất là nhiều. Với lại bên trong này sẽ có một cái gia vị rất là đặc biệt. Luôn thấy dạ. Thế nào? Món ăn hôm nay chúng ta như thế nào? Ủa? Chưa bưng ra hả? Chưa mà, chưa có đồ ăn mà. Tôi biết là ngon, ngon chắc rồi. Mọi người có thấy được không? Nước tắc, mùi tắc. Mùi tắc. Có mùi tắc. Có gì nữa? Có mật ong. Đúng rồi. Tắc mật ong được. Đúng rồi, tắc mật ong. Hấp dẫn quá ta. Cái này mình có ăn với nước chấm gì không ta? Có chan, có chan rồi, có chan rồi. Có chan. Chan đây. Đây đặc biệt nha, bình thường mình ăn nước sốt gì đó nó chua chua ngọt ngọt. Còn cái lần này là chúng ta sẽ ăn cái nước kho thịt của cái miếng thịt ở trong cái xôi luôn. Tò mò quá. Cái này là chả cá luôn hả? Chả cốm. Chả cốm. Chả cốm. Chả cốm. À. Cái cảm giác mà ăn cái miếng này là chả cốm đó mọi người. Đúng. Thì lạ lắm luôn á, thật sự. Đây sẽ cuốn thử. Giết cá. Cá. Ăn cái này là thơm lắm á. Đúng rồi. Và nó còn tốt cho sức khỏe nữa, hương vị. Đảm nha. Sao đã phải ăn cái với em thì em sẽ ăn kèm với một miếng ớt. Đúng, và một miếng đu đủ nữa. Đấy, một miếng đu đủ ngâm trong đây nữa. Mà kiểu nha, cái món này á lúc nào mình nhìn vào á là nhìn cũng kiểu miếng thịt á. Nó sẽ rất là khô. Nhưng mà khi mình ăn vào á thì nó lại mềm. Nó không có bị khô như là lúc mà mình nhìn. Ý là mình nghĩ nó sẽ bị cứng khô mà cứng lại đúng không? Ăn vào thịt rất là mềm. À, hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái nồi lẩu. Nồi lẩu tên rất là hay, lẩu đúng hát. Này là măng chua mà vị dễ chịu. Lần đầu tiên được ăn luôn á mọi người. Cái vị nước là thanh. Thanh là bởi vì là cái nước lẩu này sẽ được hầm từ gà. À, đó. Hầm từ xương gà. Còn ếch thì sẽ được chế biến rất là kỹ, là sẽ được chiên sơ qua. Thì ăn lẩu được bao nhiêu ngày? Thật ra là ngày nào cũng ăn được. Đúng rồi. Thích rồi. Đúng kiểu hương vị đặc trưng của người Bắc là họ ăn rất là thanh đạm.